Mẹ, cái tô của con có thịt gùi đó. Thì đúng rồi con, hủ tiếu là phải có thịt gùi. Ủa gì? Khoan khoan khoan, nhả vớt ra, vớt ra. Ơi, tô hủ tiếu của con tôi có con gùi kìa. Ăn được thì ăn, ăn không được thì vớt ra. Nhưng mà không, ý là có con gùi sao ăn? Thì tôi nói rồi, ăn được thì ăn, ăn không được thì vớt ra. Không, nhưng mà ý là ăn vô rồi đau bụng rồi sao? Tôi đâu có kêu ăn con gùi đâu, tôi kêu vớt ra mà. Không, ý là vớt ra rồi nhưng mà sao ăn được tô hủ tiếu nữa? Vớt ra hả? Vớt ra chưa? Vớt rồi. Đâu? Ủa, con gùi đâu? Ăn rồi. Trời ơi, ăn rồi.